có thể kết hợp được cả index và partition anh em nhé. Và đây là dẫn chứng thực tế này. Cái bảng này của tôi ấy, thì nó có dung lượng là 46,3 GB. Tổng số bản ghi của bảng này là hơn 781 triệu bản ghi. Khi thiết kế bảng thì chúng tôi đã thực hiện là tối ưu bằng cách là đặt partition theo cái dạng range. Cái khung partition đó là theo tháng nhé. Mỗi một tháng thì dữ liệu sẽ vào một cái partition riêng biệt. Đây em thấy này. Và cái tháng nhiều nhất thì dung lượng và số lượng bản ghi tháng nhiều nhất đó là 27 triệu trong một tháng. Thì dữ liệu trong cái bảng này lưu hơn 10 năm rồi, từ 2013 đến hiện tại nhé. Và mỗi một tháng sẽ chia ra một partition này. Và cái kiểu được tôi thiết kế partition đây là partition dạng range. Anh em nhìn này, nhìn dung này. Và trong đây có một thứ đó là dữ liệu trong đây thì mỗi một tháng nó sẽ tăng dần. Cùng cái bảng này thì tôi kết hợp kỹ thuật index và kỹ thuật partition với nhau để tăng cái hiệu năng câu lệnh truy vấn. Anh em có thể nhìn thấy tại đây này, index của tôi đánh ở dạng là composite index, đánh trên hai cột là transaction date và transaction number. Và có một cái lưu ý anh em nhé, là việc kỹ thuật partition cũng có thể áp dụng được cả với index, chứ không chỉ áp dụng đúng với bảng đâu. Anh em có thể thấy là index này tôi thiết kế là dạng partition đấy. Em nhìn này, partition bằng yên này. Các anh em đã áp dụng cái kỹ thuật này trong thực tế chưa?